Nói về cái phương pháp giảng dạy thì đây đúng là một cái đúng nghĩa là một cái sự trải nghiệm thực tế, giống như một người cùng đồng hành đi song song với mình, vừa học vừa hành một cách là hết sức thực tế, trải nghiệm mà mình không ngờ được là cái tiến trình nó xảy ra một cách quá sức bất ngờ và kết quả nó thu được cũng là hết sức bất ngờ. Trong các cái trải nghiệm đó, thì mình có tâm đắc hai điều. Thứ nhất là cái mình có những cái nỗi sợ, có những cái hoạt động mình không vượt qua được chính bản thân mình. Khi mà đốt lửa lên thì mình nghĩ là nó cũng là một cái trò chơi thôi, rồi mình thấy thầy chuẩn bị là coi như là vượt qua tường lửa đó, nhưng mà nếu bình thường thì nó mình nhảy qua chắc mình không nhảy đâu. Cái tính chất nguy hiểm là một, là chưa khi nào mình từng làm điều đó, thì không hiểu sao lúc đó thì bắt đầu trong lòng mình nó mình nghĩ là chắc mình cũng phải vượt qua được, nếu mà nó có sự cố gì đó thì mình nghĩ là chắc cũng có mọi người xung quanh. Và chính vì cái điều đó mình quyết là thực hiện luôn, cũng rất may mắn rằng thành công. Cái trải nghiệm thứ hai là cái bày tỏ bản thân, cái nỗi cảm xúc mình nó thật sự nó dâng trào mà trở về chính mình, và mình đã nói hết được những cái điều mà lâu nay mình cũng cũng muốn tâm sự, nhưng thật sự là mình đã chưa tâm sự chính thức với lại cái người mà mình muốn bày tỏ. Hy vọng rằng tức là sau này thì mình có những sự việc thì mình nên bày tỏ trực tiếp với lại cái người mình mong muốn.